Anh, cái salon đó combo hết cắt dũi á mà còn có 1 triệu à? Trời đất ơi, làm tóc mà cả triệu bạc. Con gái tụi em á đúng là phung phí mà. Còn trẻ á mà không biết sống tiết kiệm á, sau này chỉ có khổ thôi à. Nhưng mà lâu lắm rồi anh coi này, tóc em chưa có làm nữa. Với lại hả, sắp gặp ba mẹ anh rồi. Bộ dạng em gì nè, em không dám gặp ba mẹ đâu, em ngại lắm. Có gì đâu mà ngại chứ. Em bớt bài vẽ đi được không? Với lại á, em đi vô đó em làm tóc cả triệu bạc, coi đáng không? Em có làm gì chăng nữa em cũng đẹp lên đâu em ơi. Hóa ra trong lòng anh ấy mình lại biến thành một người ham vật chất. Ê Trinh, có phải hôm qua người yêu bà mới tặng quà cho bà đúng không? Đúng rồi đó bà, không phải một cái đâu nha, hai cái lần đó. Trời ơi, sướng quá vậy, nhất bà luôn đó nha. Trời ơi, bà kêu quá nha. Ê mà Giang, tôi thấy hình như bà với anh Lộc quen nhau lâu rồi mà chẳng mấy khi anh Lộc tặng quà cho bà ha. Không cần đâu, đồ của tôi á tốt lắm, mua làm gì cho tốn tiền hả bà? Giang nhà tôi hiểu chuyện lắm, giờ có tặng cho cổ thì cổ cũng không lấy đâu, đúng không em? Đúng rồi mọi người. Sao nhà khu này mắc dữ vậy ta? Anh thấy nó cũng bình thường thôi mà. Anh à, hay là mình mua nhà xa xa thành phố một chút, rồi hai đứa mình cũng cố gắng. Chứ em không muốn nhìn thấy anh áp lực như vậy. Hay là mình về nhà ba mẹ ở đi. Anh thấy ở chung ba mẹ đỡ áp lực hơn, vừa tiết kiệm được tiền nè, vừa được ở gần ba mẹ nữa, lại được ba mẹ chăm sóc. Anh thấy vậy ok đó. Thôi, mình quyết định vậy nha. Mình thực sự không xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn hay sao? Hay là không nhất thiết phải có anh ấy? Trời ơi, táo này mắc lắm đó em. Sao em không mua trái nào nó rẻ rẻ mà ăn? Em phải biết tiết kiệm đi chứ. Nhà sắp tới còn phải bao nhiêu chuyện phải lo kìa. Em thích đó, thì em ăn thôi. Anh chiều em riết em hư rồi đúng không? Nhưng mà em mua bằng tiền của em mà, sao mà anh phải lo vậy? Em dám. Lại là những món đồ đắt tiền nữa. Anh đã nói với em biết bao nhiêu lần rồi, mua đồ bình dân xài thôi. Em cứ mua ba cái đồ cao cấp này để làm gì? Em sống tiết kiệm đi em. Nếu như mà em đủ năng lực để kiếm tiền á, thì em cũng có đủ tư cách để hưởng thụ nó chứ. Với lại á, tiền này là do em kiếm ra, em đâu có ngửa tay xin tiền anh đâu. Cho nên á, anh đừng lúc nào cũng tỏ thái độ khó chịu, nói những lời cay nghiệt đối với em như vậy. Em, bây giờ mình trả nhà đi. Và bây giờ hai đứa mình về nhà ba mẹ anh ở. Anh thấy như vậy tiết kiệm được tiền cho hai đứa mình đó. Ba mẹ em nói rồi, nếu như mà không mua nhà là sẽ không cho kết hôn đâu. Không phải lúc trước là em nói với anh là khi mình kết hôn xong là sẽ về nhà ba mẹ anh ở sao? Căn bản cũng chỉ là kết hôn thôi mà, đâu cần phải mua thêm nhà mới chứ. Sao bây giờ em sống chật chất vậy? Nhà nào mà nó không là nhà hai em? Em sống vật chất á hả? Em chợt nhận ra là cái sự tiết kiệm của em không hề được anh công nhận. Ngược lại đối với anh á hả, em vừa rẻ tiền lại vừa dễ bị lừa nữa. Bây giờ em nói gì cũng được hết. Tóm lại là anh muốn anh với em về nhà ba mẹ nở. Được thôi. Em thấy á là cuộc hôn nhân này không cần nữa rồi. Chia tay đi. Cái gì? Chia tay? Tôi nói như vậy á, anh không hiểu anh Lộc. Tôi không ham vật chất á là tại vì tôi yêu anh, chứ không phải là tôi không xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Người nào hiểu mình á thì sẽ hiểu mình. Còn người nào mà cố ý không hiểu mình á, thật ra họ chỉ quan tâm đến chính bản thân họ mà thôi. Được, nếu mà cô đã nói như vậy rồi á thì tôi chúc cô kiếm được người tốt hơn tôi á. Nếu như mà anh yêu tôi thật lòng á, khi mà tôi nói tôi muốn yêu một người tốt hơn thì anh sẽ trở nên một người tốt hơn, chứ không phải á là anh sẽ bỏ tôi đi để tôi kiếm được một người tốt hơn. Thử hỏi anh yêu tôi ở chỗ nào?